Xin chào các anh em. Hôm nay Paseo sẽ thực hiện remap ECU Stage 1 cho chiếc xe khá là hiếm tại Việt Nam ha. Đếm trên đầu ngón tay và ngón chân. Đó là Kia Ray. Này là phiên bản 1.0 máy không có turbo nha các bạn. Thì trước khi thực hiện remap thì mình sẽ chạy dyno đo thông số zin tại bánh của xe, sau đó đọc map ra, tinh chỉnh và nạp vào lại, sau đó mình sẽ chạy dyno lại ha các bạn. Rồi mình vào việc luôn cho nóng nha. Rồi xe đã lên dyno. Giờ mình sẽ tiến hành test ha. Xe này tuy nhìn bên ngoài nó nhỏ gọn nhưng mà nội thất khá là rộng rãi nha các bạn. Sau khi chạy dyno zin xong thì bây giờ mình sẽ đọc map ra, tinh chỉnh và sau đó nạp lại cho xe ha. Rồi sau khi đổ map đã tinh chỉnh vào xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy dyno test lại ha. Sau khi chạy dyno và tun chiếc Kia Ray nha các bạn, thì thông số đo tại bánh zin là 46,7 mã tại 5.800 vòng, sau khi tun lên được 53,3 tại 4.900 thì công suất cực đại nó đạt sớm hơn zin 800 vòng phút, còn moment xoắn thì zin là 69. Sau khi remap thì nó lên được 77, là tăng khoảng 8 Nm. Thì cái xe này nó đã máy nó bay 1.0 nhưng mà công suất tại máy nó đã tiệm cận là 80 rồi, nên là cái room để tăng nó còn khá là ít với cái cấu hình phần cứng mà zin thì chỉnh tới đây là tối đa, còn nếu như mà mình cải thiện thêm một chút ở các phần cứng khác thì có thể sẽ tăng thêm được 1-3 mã nữa tại bánh ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nhớ bấm like và subscribe to đến kênh của Paseo Tuning nha.